3 năm đi hát của Eric và ngày hôm nay được đứng lên sân khấu của Zing Music Awards 2019 và để nhận giải thưởng này. Và đặc biệt là cảm ơn Phương Con Radio. Thành tích nhạc số trong năm đạt tổng hơn 1 tỷ lượt nghe trên Zing. 16 tuần nhất Zing Chart. Phát hành 5 ca khúc gây bão thị trường nhạc năm. Coi như là được bình chọn nhiều nhất trong hạng mục nghệ sĩ được yêu thích.